Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 6 tháng 7, bị can Lê Thanh Duy, sinh năm 2008, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, cùng nhóm bạn điều khiển xe chạy trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thì thấy Đỗ Hoàng Dinh, sinh năm 2004, và Phạm Gia Quy, sinh năm 2005, cùng ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đang điều khiển xe mô tô. Lúc này, Quy giơ tay lên và có hành động khiêu khích, nên Duy cùng nhóm bạn đuổi theo chặn đầu xe. Sau đó, nhóm của Duy đã dùng tay và gậy ba khúc đánh nhiều cái vào người của Jin và Quy, nên cả hai bỏ chạy. Nhưng Duy tiếp tục đuổi theo và đánh, yêu cầu Quy đưa tiền trong ví. Sau khi lấy được số tiền 3.050.000 đồng, cả nhóm điều khiển xe bỏ đi và chia nhau tiêu xài. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.